capisco. Kem đánh răng Theodent 300. Nếu bạn là tỷ phú, hãy sẵn sàng để chào ngày mới với kem đánh răng đắt đỏ nhất thế giới mang tên Theodent 300. Tuyếp kem trị giá 100 USD, khoảng 2,2 triệu Việt Nam đồng này sẽ đem đến cho người dùng một hàm răng chắc khỏe và sáng bóng mà không hề sử dụng fluoride như các loại kem đánh răng thông thường khác. Bàn chải Rienes Luxury. Người bạn đồng hành cùng kem đánh răng sang chảnh chính là bàn chải Rienes Luxury. Với phần thân được làm từ loại hợp kim titan đắt đỏ và quý hiếm, chiếc bàn chải nhỏ bé mang mức giá cực sốc lên tới 4.375 USD, khoảng 97 triệu Việt Nam đồng. Đương nhiên, với cái giá trên trời như vậy, phần đầu bàn chải có thể dễ dàng thay mới. Bồn rửa LENG Plido. Chiếc chậu rửa thần kỳ trị giá 80.000 USD, khoảng 1,7 tỷ Việt Nam đồng, sẽ cho bạn xuyên không và trải nghiệm cảm giác của vua chúa thời xưa. Với nguyên liệu chính là nhôm, chiếc chậu xa xỉ được phủ thêm một lớp vàng 24 carat và trang trí cùng 9 viên kim cương lấp lánh. Xà phòng Cota Royal. Danh hiệu bánh xà phòng xa xỉ nhất hành tinh đã thuộc về Cota Royal Shop cùng mức giá 3.800 USD, khoảng 84 triệu Việt Nam đồng của mình. Bánh xà phòng hoàng gia này được làm từ những nguyên liệu đắt đỏ như bụi vàng, dầu olive và mật ong nguyên chất. Thậm chí bánh xà phòng có 102 này còn được tô điểm bằng kim cương long lanh. Hệ thống vòi nước Dornbread Sensory Sky Shower. Từ nay trở đi, mỗi lần bước vào bồn tắm sẽ là một trải nghiệm khó quên khi người dùng có thể lựa chọn loại tia phun nước hay thậm chí cả mùi hương, ánh sáng và âm nhạc đi cùng. Những hiệu ứng màn mưa, sương mù đem đến cảm giác thú vị hơn bao giờ hết. Để tận hưởng không gian tắm táp kỳ diệu này, bạn sẽ phải mạnh tay đầu tư 35.640 USD, khoảng 792 triệu Việt Nam đồng. Bồn cầu vàng khối. Thật bất ngờ khi chiếc toilet có 102 này lại là ý tưởng của nhà thiết kế trang sức Lam Siwing. Được làm hoàn toàn từ vàng 24K, chiếc toilet độc nhất mang mức giá khủng 29 triệu USD, khoảng 644 tỷ Việt Nam đồng. Hiện tại, chiếc toilet chó lói được trưng bày tại showroom của Hang Phân Gold Technology tại Hồng Kông. Bồn tắm Le Grand Green. Thành viên cuối cùng trong danh sách xa hoa này chính là chiếc bồn tắm mang tên Le Grand Green. Khác với các món đồ trước, chiếc bồn tắm này không làm từ kim loại đắt đỏ, cũng chẳng được gắn kim cương. Vậy điều gì đã làm nên mức giá 1,74 triệu USD, khoảng 38 tỷ Việt Nam đồng? Đó chính là nguyên liệu quý hiếm hơn cả vàng, gỗ hóa thạch 180 năm tuổi. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep of the...